Hiện nay, Việt Nam là quốc gia ASEAN duy nhất thực hiện ghép tạng trên 1.000 ca mỗi năm, trong đó tạng từ người hiến chết não chiếm 6%, tạng hiến từ người sống 94%. Nhu cầu ghép tạng rất lớn, tuy nhiên còn rất ít người đăng ký hiến mô tạng sau chết não. Bộ Y tế đang vào cuộc rất quyết liệt. Cụ thể, khi ra các công văn yêu cầu các bệnh viện thành lập hội đồng chẩn đoán chết não, các bệnh viện phải có đầu mối để báo cáo nguồn hiến tạng lên Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Khi có số lượng người hiến tạng tiềm năng, Trung tâm phối hợp Sở Y tế, bệnh viện có biện pháp phù hợp để tư vấn, thuyết phục, tổ chức, hướng dẫn nhằm đạt kết quả cao nhất là nhiều gia đình ủng hộ, đồng ý để người thân hiến tặng mô tạng khi chết não.